con vậy? Gà. Con gà. Anh có thấy là vì anh nhát mà anh bị chậm hơn ta không? Em đặt anh có thấy. Đáng đi. Con. Anh giật ra. Có thắng rồi nè. Có ba nguyên liệu cho bữa cơm tối. Đội thắng ở trò chơi trước sẽ có được chọn nguyên liệu cho đội mình và chỉ định nguyên liệu cho đội còn lại. Trong vòng 60 phút, hai đội phải nấu được một món ăn từ các nguyên liệu này, từ nguyên liệu tìm kiếm khác. Giám khảo sẽ là chủ nhà. Đội nào chiến thắng sẽ được thưởng thức cái món ăn ngon đó với lại chị chủ nhà. Còn đội nào thua thì sẽ được ăn cơm với muối và nước tương thôi. Nào, các bạn hiểu chứ? Dạ. Dạ. Món ăn hơi bị ngon đúng không? Hơi bị ngon. Ok, ra còn phải xài đường gì chứ? Anh Đạt lựa đi, anh Đạt lấy nguyên liệu nào? Cái kèo nó được gì ta? Ờ, mình lấy cá kèo kho tiêu lên đạt, cắt bụp bụp, cắt đôi ra cái mình ướp vô. Cá kèo đi. Rồi, em gái, em chọn gì? Vậy, anh lựa cho. Ồ, quá. Ớt là chiên lên là rất là dễ dàng nha. Đưa ớt cho tụi mình như hổ một chim cánh. Ớt cắn rồi nè. Món lươn đi. Trời ơi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Vậy là hôm nay tụi mình có lương. Dạ. Ủa, không có bếp ga hả? Không, anh nấu nếp củi mà. Nấu quê luôn á. Nấu sao Cưng? À, là bắt lên vậy được. Hả? Giỏi quá vậy. Trời ơi, này dưới quê làm đầy. Trời ơi, một cái lò đó là bếp điện từ hả? Có dưỡng sức chậm đi. Alo, mẹ hả? Mẹ. Con cá kèo con kho tiêu. Con bằng cá xong rồi con ướp tỏi. Ủa không có tỏi. Đường, tiêu, bột ngọt, bột nêm. Tiêu cái đỉnh tiêu ra chừng nào. Kho xong mới bỏ tiêu hả mà. À. Rồi. Bỏ dầu, bỏ miếng đường, thử làm nước màu á. Làm nước màu nữa đúng không? À. Rồi. Rồi con biết rồi. Không biết mặn lạc sau đây nữa nè, không có gì. Lan đút cái miệng này thổi cho mình giống như là bếp vậy. Thổi sao? Thổi em quạt nè, hiểu không? Để em hiểu không? Nè, nó làm vậy nè, hiểu không? Hiểu không? Không quạt. Đó, hiểu chưa? Thổi luôn lên, thổi luôn cái ống nè. 2, 3. Thổi tắt hả? Không có tắt. Nó lên, nó như cái bếp vậy đó. Thơm quá mấy bạn ơi. Các bạn có nghe mùi gì không? Thơm lừng luôn. Thơm. Cái này mà có mỡ, có tép mỡ nữa ha. Đúng bài luôn. Trời ơi, con Lan nó vuốt con lươn cái anh nhớt kìa. Đó, đã chưa? Đạt là chính anh Đạt rồi. Tên, thử một miếng coi nào. Những chàng trai và cô gái. Không nghe mùi chân thật. Thôi đừng xạo. Mọi người ơi, thành quả của ba anh em tụi tiên đã xong rồi. Tưởng là món gì đặc sắc. Cũng cầu kỳ lắm em à. Mình làm thêm món ớt xào xào ớt đi. Hay gì mình làm thì mình giúp đỡ này đi. Ê, thử về trước chứ không phải bỏ ở đây hả? Rồi, đừng bỏ vô nữa, đừng tham. Nhiều lắm, nói thiệt đó. Ham. Nhiều quá ăn đó. Rồi em chở tay cho kịp đi nè. Rồi em bỏ luôn vô là vừa rồi đó. Chính. Gia vị gì? Nước màu phải thắng thôi chứ. Chính ra nãy giờ thắng. Không thắng. Đây có chai nước màu nè. Có chai nước màu nè. Ủa em sao nó cứng ngắc vậy? Em nói anh nấu ngon mà. Cho em xin một miếng nước. Rồi chị lấy cho. Chị xin miếng nước. Rồi đi lấy cho. Mấy cái vận động rồi đâu để đi cho. Nè nút nè. Được chưa? Ok chưa? Mềm à. Vậy hả? Ừ. Ê có thiếu nước không mà. Rửa hơi lớn. Rửa lớn hả? Ừ. Vậy rút luôn củi ra.
Mà cũng quá nó lạc á. Em biết rồi nhưng mà cho nó rút xuống á. Nè, nhiêu được em? Nhiều quá vậy. Chứ anh đòi nhiều ớt mới ngon. Hồi nãy anh nói luôn á anh Thành. Hạt nêm hết hả? Anh lấy hạt nêm em được không? Thôi, cái này đi ha. Đó là gì? Mắm. Ít xả. Anh thử không? Anh thử đi. Ủa sao này? Cái này chín chưa? Chờ đi, đừng. Để em cho miếng nước vô cho nó. Em cho nước luôn nó lại lạc nữa. Rồi em lại nêm bột nêm nữa. Không. Quan trọng là không biết nó có gì. Bây giờ em ăn lương thôi, em ăn lương miếng đi. Thôi. Ăn một ít thôi, ăn mới biết ngồi trong chứ. Đúng rồi, rồi ăn luôn. Này phải có tí xíu nghệ vô nó mới ngon. Ờ đúng rồi, nó đang thiếu nhiều, nhiều thứ lắm. Thôi mình làm luôn sợ ớt mà. Cái này hơi bị ngon á. Ủa tới giờ hút này vẫn chưa thấm vô lương hả? Không biết. Thấm rồi. Không biết. Tại vì thường nó để lâu lắm. Sẵn đầu rồi. Ngon. Em thử rồi. Em nấu chè lương thì cái gì mà ngọt ngay vậy? Ngọt hả? Chỉ ăn thử. Ngọt ngay. Thử coi. Không. Rồi bây giờ em đổ nước vô như nồi canh thì sao anh ăn? Em để chứ nó khác. Để cho nó sắc xuống tí. Bây giờ nó nghe đã lấy một cục lương ra ăn đi. Ăn mới biết được ngon hay dở. Thì anh ăn thử nha. Em ăn luôn đi, em nói em không dám ăn hả? Đuôi kìa, cái đuôi nhỏ. Ờ thôi lấy cái này đi. Cái này cũng được. Ừ. Rồi tôi đậy nắp lại nha. Anh Thành cắn chưa em? Nóng quá. Khoan. Mới chín tới má ơi. Còn máu nè. Mới chín tới. Không, phải máu đâu mà máu. Thật người ta. Cái màu của con lươn nó màu nâu vậy á. Thịt ở trong á, cái đường cái nâu nâu, anh biết chấm miêu cá ngừ không? Chừng máu của Thành đó. Ớt hào mà sao nước nhiều vậy? Cái này là bonus thêm thôi, còn món chính của anh là ở đây. Sau khoảng thời gian tụi em hùng hục ở đây gồm có ba dĩa, dĩa lương nè, dĩa ớt nè, dĩa cá kèo kho tiêu. Một chiếc cơm chứa đựng nghĩa tình. Chị hãy thưởng thức đi và chấm điểm cho em ba món này. Món nào ngon nhất? Cá trước đi. Cá kèo trước. Ăn ngay cái bụng mới ngon đó chị. Cũng đâu biết món này của ai đâu, chị tao chấm công tâm thôi. Không biết món của ai của ai. Chị cho em miếng nước cá kèo vô không? Không, ăn con cá là cảm nhận được rồi đúng không chị? Dạ. Thôi giống chị lắm á. Okay, hay quá, đội nào hay. Ủa, quá. Vậy là chị. Dưới cho nào. Dạ em gửi gửi chị miếng lương. Đó, dưới cho nông. Không ngon lắm nhưng mà xả thơm nè, ớt cây hoa cay ngon nè. Nhưng mà cái đầu này, tới cái món này là món à. Chị ăn cái đùi nè. Chị ăn lớn. Có nạc mới ngon ha. Lớn thì chị. Đùi á, đúng rồi, có miếng nạc á, thịt á, đúng rồi chị. Đó, để em giúp chị. Giống chị luôn là em thua luôn á. Cái nào cũng ngon là chị ăn sao ta? Phải có cái nào nhất. Chị cứ đánh giá thì chị thì nhất, người ba chị cứ đánh giá. Ô, nhất thì ba. Chị đánh ngon, đương nhất em. Ăn miếng ớt, miếng lương cho mãn nguyện mà. Chị ơi, chị có biết là chị đã vừa bóp nát cái tim của ba đứa chị. Đội nào thắng thì tụi nó sẽ được ăn hết cái này. Còn đội thua là tụi em chỉ ăn cơm và nước tương này thôi nè. Em buồn quá. Không sao, với nồi khoan chị đây. Không lẽ ngày hôm nay không có là ngày của em, thật sao? Đội em làm cái gì cũng ngon quá mà bây giờ nó cướp công của em luôn rồi. Tối nay nó được ngủ ở trong phòng nữa. Cho em ngủ không anh Lương? Đạt trong rồi bây giờ nó ăn hết mưa. Bạn dở nè. Quá. Quá chị ơi. Ủa con chuột hả? À đúng rồi con chuột á. Thành ăn miếng đi em. Lần đầu tiên em biết á. Ăn em đi, người thử con thử coi. Mọi người ăn đi. Ta da. Tại vì cái màu của anh nó quá đậm đà, tụi em nhớ phải trước vui đó trước nhịp
Sau khi chúng ta ăn uống no say, rửa tay, rửa mồm rất là thoải mái, bây giờ chúng ta lại quay về cái bước khởi đầu. Ủa? Là quê hết rồi đúng không? Là bây giờ chúng ta lại có một cái trò chơi mới, một cái nhiệm vụ mới của chương trình nữa. Trò chơi ai nói thật, ai nói dối. Đêm khuya. Đêm khuya. Quê nữa. Mỗi đội bàn bạc và quy định thành viên sẽ nói thật, nói dối trong đội hình và viết vào phong bì kính. Bắt cặp thi đấu đối kháng 3 hiệp. Hai người sẽ tự kể một câu chuyện theo chủ đề lời thú tội với quá khứ. Đội thắng là đội đoán đúng nhiều sau 3 hiệp sẽ được phần thưởng trị giá 200.000 đồng để ngày mai ăn sáng. Nào các bạn hãy lựa. Hãy lựa và mình tự mình ghi trong trọng là mình sẽ nói dối. Này này này, anh lấy 3 cái nè, trả đây. Ai sẽ là người đối kháng đầu tiên? Em mời anh. Thôi Tú với anh Thành luôn đi, hai người đang ngồi trong. Ai khởi đầu trước? Anh trước luôn hả? Rồi cũng được ha. Thật sự thì cuộc đời đi diễn em có nhiều cái nó buồn cười lắm. Đây là một câu chuyện em đã từng trải qua trong một cái buổi tốt nghiệp. Thì cái người đạo diễn đó yêu cầu em hát một bài hát, nhưng mà là khả năng em thuộc bài hát rất yếu. Em mới nói với bạn đó là không thể nào mà thành thục được. Nên bạn đã tính cho em một cách là sẽ dựng một đoạn là em sẽ gọi cho người yêu của em để hát vào điện thoại cho người yêu nghe. Và bạn ấy đưa cái điện thoại của bạn ấy cho em ra diễn. Bài đó tên là Dạ Quỳnh. Dạ Quỳnh ơi, hoa ơi, Dạ Quỳnh ơi, em ơi, Dạ Quỳnh ơi. Nó mấy câu lận rồi mới tới Dạ Quỳnh ơi. Màn hình tắt. Nó tự động chế độ tắt á anh, tự động khóa màn hình á. Nhưng là điện thoại của bạn kia em đâu có mở bát được. Em phải ứng xử như thế nào đây? Em nhớ đúng câu cuối. Dạ Quỳnh ơi. Tắt điện thoại, hết kịch. Đó là cái lời thú tội của em. Có nghĩa là em hơi vô trách nhiệm trong cái chuyện mà không cố gắng học, để là ảnh hưởng tới một cái vở tốt nghiệp. Tú là người học trường, Tú biết câu chuyện người đạo diễn đó, vở kịch đó. Và đó là một câu chuyện có thật. Em tới đây cũng ăn thua. Tôi muốn kể một câu chuyện nghe. Là cũng lỗi. Anh kể. Đạo diễn đưa điện thoại cho anh. Anh cầm ảnh lướt. Lướt để anh coi. Mà cầm lướt như vậy thì không thể nào điện thoại tắt được. Câu chuyện của em là em thú tội. Em có quen một bạn nữ đầu tiên. Đó là bạn nữ đã cướp đi nụ hôn của em. Bạn nó bạo lắm, chị bên đó cũng dám làm. Muốn tiến xa hơn với bạn nữ, em mới quyết định là đến nhà thuốc mua 3 cân soi. Thì em mới nấn ná là có nên mua không. Và rốt cuộc em không mua được 3 con sói và em đi về. Và ngày hôm sau em gặp bạn nữ đó, em mới nói với bạn nữ đó là em ơi, tụi mình không xài được không. Thì bạn đó mới biết được cái chuyện là em muốn tiến xa với bạn đó, động tay động chân. Bạn đó giận em, bạn đó chia tay em luôn. Có lỗi với một cái tình yêu trong sáng như vậy. Tú biết không, câu chuyện của Tú nó có nhiều điểm hư cấu. Nghe kể như nói dối vậy. Nói bạo hết mà chơi mà tự nhiên lại chơi. Đừng nghĩ là bạn này quá bạo, chỉ cướp nụ hôn đầu tiên của em thôi. Không, bạn đã em giao đãi. Em giao đãi cái tính cách. Em giao đãi tính cách là bạn này cái gì cũng dám làm. Cuối cùng lại giận rồi chia tay là một người trong sáng. Rồi bây giờ chốt chưa? Rồi bữa nay mình chốt cho nè. Tôi tuyên bố là Tú nói dối. Em cũng hoại. Thôi thì em theo số đông thôi. Anh Đạt thấy Thành sao? Tôi thấy Thành nói thiệt. Em thấy anh Thành nói dối. Câu chuyện là có thật nhưng chi tiết là dối. Thành nói dối. Đây mời mấy anh. Dối thật. Dối. Thằng bạn em mà thật một cái là anh sai lắm nha. Dối. Dối. Nói thiệt. Vậy thì anh đã đánh lừa thằng Tú một pha. Anh kể một câu chuyện Tú đã từng biết. Và anh diễn xoay đây. Tú nghĩ ngược lại cái ông này ma mảnh lắm. Thật sự là ông nói thiệt. Rồi, ai kể trước nè? Ai kể trước? Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện lúc đó cấp 2. Lại là cấp 2. Lúc đó
mình rất ngại đi toilet ở trường. Dù gì đi nữa mình cũng phải nén để mình về nhà mình giải quyết. Nhưng ngày hôm đó mình bị trột bụng. Thì sao? Đó là cái tiết học gì đó cũng quan trọng. Wow, đừng có nói là trong lớp à. Đó, mình đổ mồ hôi lắm. Mình đánh liều là mình xin giáo viên để mà giải quyết vấn đề. Khi tới mở cửa toilet lên, mình phải đầu đấu tranh tâm lý các bạn. Đi hay không đi, giải quyết hay chịu đựng, mình quyết định suy nghĩ lại, quay về lớp. Và rồi nó lại quặn lên từng cơn. Có những cái mùi nó không được hay. Có xịt tắm mỡ không? Nó đã xảy ra trên lớp. Nhưng mình vẫn bình tĩnh và díu lại được. Và mình đi thẳng toilet. Mình quyết định ngay mở tung cái toilet lên. Và mình tháo cái đồng hồ, mình bỏ vào túi. Và khi thao tác lúc kéo cái quần xuống thì nó vô tình nó rớt xuống ngay lỗ không vũ trụ. Đồng hồ và tất cả những thứ nó được trôi một cái à, vừa không nhẹ bụng nhưng nặng lòng. Tôi ra tôi đứng bần thần trước cửa toilet khoảng 5 phút. Vậy tôi quyết định tôi phải tìm lại vật đó. Tôi dùng bàn tay của mình quờ quặng trong đó vẫn không thấy. Tôi đành bỏ cuộc và đi ra ngoài. Tôi nghĩ đó là đồng dài dột nhất trên đời của tôi. Thứ gì mất rồi đã trôi đi rồi, đừng nên níu kéo. Thật sự thì câu chuyện của anh nó mang tính giải trí rất cao. Còn mà để xác định là một câu chuyện thật hay xạo thì bây giờ em nghĩ là chỉ nói 50-50. Mà để cái đồng hồ nó trôi đi luôn thì cũng vô lý đúng không? Vô lý tại vì khi mà bấm thì em chắc là dây. Anh Đạt là một người dạng người thông minh. Anh Đạt đang cố tình đi một cái hướng câu chuyện để mọi người cứ nghĩ là anh Đạt nói đùa, nói dối. Nhưng mà anh Đạt nói thật. Giờ khi mà mọi người nghĩ là anh Đạt nói thật là anh Đạt đã nói dối. Anh Đạt đang nói dối. Nói dối. Rồi, các bạn đã có quyết định chưa? Dối. Rồi, đó, cái câu chuyện này gác này. Đấy, câu chuyện của Chi. Hồi xưa á, lần đó thì em có học võ. Thì có một bạn á, bạn đó rất thích em. Sao nó kể thiệt tình dữ vậy trời. Nhưng mà bạn đó kiểu trên thân thôi, nhưng mà có cái tin đồn không tốt về em á. Nghĩa là em không thích bạn đó rồi, là bạn đó tung tin đại bạ. Nói là đã thế này thế kia rồi. Là em quạo lên quá, xong rồi có một lần em đi xuống em tận lớp luôn, em đi vô tận lớp luôn, em nắm đầu nó ra, em giọng cho nó một giọng, mẻ cái răng rồi. Kể thật dữ ha. Kể đừng nhiều cảm xúc quá người ta bắt bài. Thì bạn trai của em nghe vậy á, rồi nó hỏi em có hay không mà, con nít nó sẽ rất là tin. Rồi xong rồi cái chia tay em luôn. Vậy là thằng đó tới giờ nó vẫn còn có lỗi với em. Dạ đúng rồi. Lỗi em đâu, lỗi em đâu. Lỗi cái nào quýnh gãy răng á. Em nào quýnh nó gãy răng. Ngay trong câu chuyện này tôi lo cho Thành với lại bé này quá. Câu chuyện của bé kể cũng khá là trơn tru, nội tình đầy đủ, nguyên nhân kết quả đều đầy đủ ha. Nhưng mà em khẳng định với mọi người là bé đang nói dối. Ủa anh bên đội khác mà. Theo em thì bé này nói thật, bé Trinh nói thật. Rồi Duy nói thật luôn không? Anh nói thật luôn á. Thật. Rồi thôi. Không nổi anh. Trời đất ơi. Anh nghĩ mặt em bạo lực lắm anh. Bị giạc hoài. Chúng ta huyền nha. Và bây giờ là một lời thú tội. Cảm giác mình có lỗi với một ông thầy. Hồi năm học cấp 3 lên được gặp anh. Đợt đó là có thầy dạy tiếng Anh. Thầy rất là thích con gái. Không biết là thích là cái kiểu của thầy là chỉ là nói chuyện hay nọ, hay là mình bị bộc phát lúc trẻ mình cảm giác mình bị gai thầy á. Coi như đối đầu với thầy. Lúc đó táo bạo lắm, bộc phát lắm. Thầy giảng bài đi lên đi xuống cái mặt nghinh rồi. Cái ông vừa đi ngang qua cái đầu mình quyết định mình cho nổ bơm. Dành hết nỗi con trong người là một cái. Ông xây xôi, ông nhìn. Mọi người cười, không ai nói gì hết.
canh đó nó vẫn đi xuống là bắt đầu dặn nữa, làm cú này lớn hơn nữa. Hay gì ta? Thì cú này bắt đầu băm sát. Là coi như mình thua thầy cú này. Thua rồi, thua chắc rồi. Qua ngày hôm sau là ngày cúng 16, mình quyết định là đi tới thẳng ngay nhà thầy, ổng cúng con gà, giật giật cô hồn, giật ở cái bàn đó luôn, ổng chưa kịp đốt nhang, ổng vừa để bàn xuống là mình vinh con gà, vinh trái cây rồi đi hết. Là tưởng đâu mọi chuyện cũng im xuôi. Qua ngày hôm sau đi học, ổng nói: Tuyên, gà của thầy ăn được, trái cây thầy ăn được, nhớ trả thầy hai cái dĩa nha. Tại đó thì mình cảm giác mình và những cái cư xử, những cái hành động của mình bất đồng với thầy. Cảm giác có lỗi với thầy ngay lúc đó. Nhưng mà lúc đó thầy cũng kiểu cũng kỳ kỳ, thế nhưng trẻ thầy cũng kỳ kỳ rồi. Nhưng mà câu chuyện này phải là... Thầy nhói á. Cũng có nhiều tình tiết cũng hay á. Nhưng mà với cái tính của anh mà, thí dụ anh ba gai ai là anh đã múc rồi, chứ anh đâu có vận xác để làm mất mặt anh. Rồi, chị ốc đi. Ok, tôi chốt anh Tuyên. Rồi, dối. Tiền nó dối chắc luôn á. Tiền nó dối chầm chói. Cái vụ banh sát là dối. Cái này là đại học nha, lúc này đang học diễn viên luôn. Cái này là em thú tội là cảm thấy có lỗi với bản thân, là mình không có biết quý trọng sức khỏe ngay cái thời điểm đó. Lúc đó là em đã có bệnh ở trong người rồi, thì đi lúc đó là đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo là phải nhập viện ngay cái thời điểm đó luôn. Mà lúc đó là nếu mà em nhập viện á thì em sẽ không có cái thời gian mà để mà thi học kỳ, không có muốn bị tình trạng mà sẽ bị lưu ban lưu năm xuống năm dưới nữa. Cái xong lì cái dấu, lúc đó là em đã bị sốc thú một lần rồi. Ngày hôm đó là em nhớ là lúc đó đi thi một tiếng Anh, buổi sáng thi viết, buổi chiều là bắt đầu là thi nói. Xong rồi em sáng đó là em vẫn uống thuốc nha, uống thuốc xong rồi đi trên đường. Từ đó giờ chưa bao giờ biết say say là gì, chưa bao giờ biết nhỡ biết ói. Hôm đó con bạn chở đi mà tự nhiên nó cứ lên lên cái người vậy nằm chở đi hết người nào được, từ ở Tân Bình chạy lên tới Cống Quỳnh luôn nha. Mình cứ nhợn lên như này, nhợn lên nhà. Em nói ủa cái gì mà sao nó cứ nhợn lên, mình hoài cứ tưởng là nước nó lên, nó dồn lên tới nỗi mà mình không thể mình nuốt xuống được nữa luôn á. Vừa vô chuồng cái là em chạy thẳng vô toilet và em phun ra luôn á, là một nguyên cái toilet em là máu không. Bắt đầu là người say thẳm rồi, rồi gọi điện thoại dân mạng nó ngon miệng, mình mua liền cho tao đánh giò hay cái gì đó để tao ăn liền đi, để dợp vô thi chuyển mọi. Xong bắt đầu nha, sợ ai đi vô thấy máu, tại nó văng tứ tung khắp nơi hết thiệt luôn. Xong bắt đầu lao lấy nước lao, lao rửa sạch hết luôn rồi để cho đừng có không còn vết máu trong đó đi, cho không có ai biết cái chuyện nó xảy ra hết. Lúc đó là em ráng tới khi mà em thi học kỳ xong một cái là qua hôm sau là em nhập viện luôn. Câu chuyện đó em thấy nó dối á. Có thêm tình tiết á anh. Có nghĩa là thời gian đó nó cũng có thể là nó kiểu như là nó đuối sức. Dạ không? Bị như vậy là bây giờ là môn xanh hả đẹp. Trời đất ơi. Bảo á nha. Dối. Dối. Được chưa? Dối chưa? Là nó dối. Dối luôn. Em dối luôn. Nó dối à mày. Anh Tuyên sai, anh Tuyên nói thật. Nhưng mà anh Lan cũng nói thật luôn. Lan nói thật luôn. Nghe em cũng máu luôn. Thấy cũng lo. Nhưng mà chương trình này phát lên, ba mẹ em, người yêu em sẽ xem cái này và sẽ có sự chăm sóc em chu đáo hơn. Đừng nên như vậy, nó không tốt đâu nha. 200 ngàn em được 20 cái bánh đồng. Đừng có nên thù hận quá mà làm cái gì đó nó quá kịch nha. Câu chuyện của em đừng nên nói theo bạn. Mình cái hành động vậy luôn. Câu chuyện nó hơi cái gì mà nó đã mất rồi đừng nên phép. Hôm nay chạy rồi giờ mình ngủ. Đi vô ngủ. Ai ngủ ngoài lều, ngủ ngoài lều, tụi em vô phòng. Mọi người dựng lều đi chứ hả? Tiền thưởng thì ngày mai ăn sáng. Bye bye ba người nha. Này có 200 mà không có đủ bao. Xin lỗi nha. Em đi. Không, được rồi anh. Không có được rồi. Đóng cửa đi. Để đóng cửa. Dạ, không được bạn ơi. Cảm ơn anh. Rồi không sao luôn á, để nói kê chân cho đỡ. Ờ, anh để ra anh dằn mấy cái lều lại đem bye bye á. Bye bye, Nguyễn Hương. Không, đi vô đi mọi người, đi vô. Xong rồi, khóa xong rồi đi. Cô Hằng ơi, chút nữa cô khóa cửa em con, cô Hằng. Xong. Chị Hằng, nãy giờ chị nghe câu chuyện của con bé đi vô. Cá rồi. Họ lấy liều. Họ văn liều. Đội mấy anh mà cũ qua
mũi chích nhiều không ta? Trời ơi. Ê, vậy nè, không dở ra đi, mấy anh dậy đi, nắng lên hết trơn rồi. Rồi tối giờ không có ngủ được, bây giờ đây anh ngủ đi. Ôi, em quan tâm tụi anh làm gì? Đâu con, mũi mũi, có mũi hả ta? Ở trong mũi bay cho tôi. Mũi lắm. Nè, mũi nè. Mũi tụi bay ra, tụi bay chọc quê ta, hay gì vậy? Hay gì vậy? Đâu có đâu, mũi dậy ra kiếm ấy chứ. Ra rủ anh ăn sáng nè. Trời ơi, sao ngủ một đêm là mình đi không nổi vậy? Tối có đứa nào làm gì anh không mày? Thu hoạch trứng. Trong vòng 3 phút, hai đội hãy nhanh chóng tới nhà chú Sáu Phước. Hai thành viên ngồi ngoài hướng dẫn, 4 thành viên còn lại sẽ đi mò nhặt trứng theo sự hướng dẫn. 4 người mò sẽ bị bịt mắt, đội thắng sẽ được nhận một sự ưu tiên cho thử thách tiếp theo. Wow. Rồi. Quan trọng trước khi đi cho đánh răng rửa mặt. Đây, 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 đây. Trời ơi, đầu bù tóc rối rồi kìa. Thôi, cái gì mà thực tế dữ vậy? Rồi, vô. Đi, 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 đi. Anh dẫn em đi chứ, chứ sao giờ? Đó, em nắm Tây Lan rồi đó, xong rồi đó, rồi đi. Anh Đạt nè, nắm, nắm nối đuôi nhau. Dạ. Đó, rồi đi. Khung đầu xuống, khung đầu sát xuống, rồi đi thẳng vô. Dạ dạ. Rồi. Có dướng không vậy? Trứng chưa? Sao biết mà. Trứng ở đâu? Rồi đi thẳng, đi đầu xuống, đi thẳng, cứ đi thẳng hoài nha. Đi thẳng hoài luôn, cứ đi thẳng đi. Có gì tao anh nó cạp em rồi sao? Anh đi lên lên tới luôn anh. Cái gì? Thôi được rồi. Sao? Tới hả? Tiền thẳng luôn. Người phải lên, người phải đi lên. Càng ngày nó càng ngày nó càng thấp á, Lan nó không xuống. Ừ. Rồi. Đấy chưa? Chạy lên. Em đi thẳng lên. Đi thẳng lên. Em thẳng lên luôn hả? Không không, Lan. Lan ơi, hết trứng rồi. Đi ra, ngồi ra. Có chân đụng đau, có chân đụng đau. Đấy chưa? Chưa tới luôn. Lan. Cái gì? Tới mà cho anh. Cho anh cái vỗ, cái vỗ mới xuống ơi. Anh ơi, anh chỉ đường nào vậy? Thẳng lên. Anh Đạt nó ngồi tới đi xem cái vỗ mới anh Đạt. Đạt ơi, anh đâu đưa đưa cái gỗ em với Đạt. Cái gì? Cái gỗ, cái gỗ nhanh nó là nhiều lắm. À. Anh ơi, em đi đâu anh? Em. Dạ. Ở trước, ở phía trên đi má, bên này phải em không ai. Mặt em á. Anh Đạt ơi. Dạ, dạ. Anh đi nữa. Nữa. Gỗ này nó ngồi trước mặt tôi rồi. Đó. Có mấy vụ chứng rồi. Đúng rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Anh có chứng không? Cái gì vậy? Anh đâu anh Đạt? Đây. Ê, cái vỗ em. Rớt trứng đâu? Rồi rồi, em dẫn rồi, em ơi, buông. Ngồi ra đi em ơi. Có trứng là không có trứng nữa hả? Có cái gì trong đây đâu? Trung là nhiều lắm á đây. Trời. Tao dẫn cái gì rồi anh ơi? Dẫn cái gì nữa cơ? Trời ơi. Điểm trứng. Bốn. Mấy là đếm cặp cặp à. Sáu. Cầm dừa hai cái tay hai cái trứng ra. Bốn là. Dạ. Bốn. Cái gì vậy? Đếm được. Bốn không trả trả hỏi để làm những sợ. Tám. Trời ơi. 12. 16. 17. 20. Anh chỉ cho đường vô ba cái ổ không có ổ trứng. Vừa bị đụng đầu, vô ba cái ổ không có ổ trứng. Em mò trúng cái gì đó. Khéo khéo, anh nói ba anh chỉ cho. Anh gót đeo mắt kính lợi đi, cái che con mắt anh. Con gái mà thấy không đánh hơi thì mùi trứng. 82. 62 có. 62 trứng. Đó, anh hay chưa? Còn có nhiều đâu. Trong đó là anh mò được chỉ có ba trứng.
còn lại là của anh Tiên. Của anh không tên tên mò, cái bài theo leo lắm á. Em là Điệp Viên. Em mò đông. Ê. Em là Điệp Viên em. Điệp Viên là rồi đúng rồi anh. Anh nói để ý nha.